Dạ, kênh Lê Nguyễn mình chào quý bà con và các bạn đã xem kênh nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn em Ngọc Hương giao lưu phôi hoa giấy Mỹ và một cây khế bonsai rất là đẹp nha. Nhà vườn thì giao lưu giá mềm dễ chơi nha bà con. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng chi tiết với Ngọc Hương ạ. À. Chào Ngọc Hương. Dạ, chào quý cô chú anh chị đang xem clip của nhà vườn con ạ. À. Bữa nay nhà vườn con tiếp tục thanh lý một số phôi để quý cô chú anh chị mình vừa túi tiền nhà mình chốt ủng hộ nha nhà vườn con nha. Phôi đầu tiên phôi mã số 1 ạ. À. Mã số 1 này con giao lưu với nhà mình giá 150 ạ. Hoành con đo là 27. Cao là 62 nha. Dạ con qua phôi này ạ. À. Con lên phôi tiếp theo ạ. À. Tiếp theo là quay cây cái kia này, tiếp theo là cây mã số 2 ạ. À. Mã 2 này con giao lưu nhà mình giá 150 ha cả nhà. Tất cả các đơn hàng mình bao ship luôn nha hơn. Dạ đúng rồi, mình bao ship anh. Hoành ở đây con đo được là 24. Cao là 48. Mã số dạ 2. Con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã số 3 ạ. Mã 3 này con giao lưu nhà mình giá 150 ạ. Một rễ. Mã này con đo được là 27 ạ. Cao là 50. Dạ con qua phôi này ạ, con lên phôi mã tiếp theo ạ. Mã tiếp theo là cây mã số 4 ạ. Mã 4 này con giao lưu nhà mình giá 120 ạ. Hoành là 20. Cao là 60 ạ. Dạ con qua cây này ạ. Con lên tiếp theo mày mình là cây mã số 5 ạ. Viết này nó hết mà còn viết không ra luôn. Cái gì khác vậy mà. Mã 5 này con giao lưu nhà mình giá 150 ạ. Một rễ lắc lượng luôn nha bà con. Hoành đây là 25 ạ. Cao là 42. Dáng cây này cũng khá đẹp nè. Tai cành cũng còn đều. Dạ con qua cây này ạ. Con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã số 6 ạ. Mã 6 này con giao lưu nhà mình giá 100k ạ. Hoành con đo là 23, cao là 48 ạ. À. Ngã. Dạ con qua cây này ạ. À. Con lên cây mã tiếp theo luôn ạ. À. Tiếp theo là cây mã số 7. Mã 7 này con giao lưu nhà mình giá 120 ạ. À. Hoành là 22 ạ. À. Cao là 36 ạ. À. Dạ con qua cây này luôn ạ. À. Con lên cây mã tiếp theo ạ. À, là cây mã số 8. Mã 8 này con giao lưu nhà mình giá 120 ạ. À. Hoành là 15. Cao là 49 ạ. À. Phá ngã quá vậy. Cây này nó có cái rễ nhỏ này nữa. Mình gì mình cắt cái rễ này ha cả nhà. Để một rễ thôi nhìn cho nó đẹp. Dạ con qua cây này luôn ạ. À. Con lên cây mã tiếp theo ạ. À. Tiếp theo là cây mã số 9 ạ. À. Mã 9 này con giao lưu nhà mình giá 150 ạ. À. Mã này con đo được là 30 ạ. À. Cao là 55 ạ. À. Dạ con qua cây này luôn ạ. À. Con lên cho nhà mình tiếp theo luôn là cây mã số 10 ạ. À. Mã 10 con giao lưu nhà mình giá 150 ạ. À. Hoành là 21 ạ. À. Cao là 43 ạ. À. Rồi, con qua cây này con lên nha, mã tiếp theo luôn ạ. À. Tiếp theo là cây mã số 11 ạ. À. Mã 11 này con giao lưu nhà mình giá 100k ạ. À. Hoành là 23 ạ. À. Cao là 46. Dạ con qua cây này ạ. À. Con lên cây mã tiếp theo là cây mã số 12 ạ. À. Mã 12 này con giao lưu nhà mình giá 150 ạ. À. Hoành là 25. Cao là 40 nha cả nhà. Cái cây này là cả nhà mình trồng vô thế đổ được nè. Cái cây này đổ được nha cả nhà ơi. Đó. Rồi con qua cây này ạ. À.
12 nha. Rồi con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã 13 ạ. Mã 13 này con Zalo nhà mình giá 130 ạ. Hoành là 20 ạ. Và cao là 50 ạ. Dạ rồi con qua cây này, con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã số là 14 ạ. Mã 14 này con Zalo nhà mình giá 130 ạ. Hoành là 25, cao là 43 ạ. Dạ rồi con qua cây này luôn ạ. Con lên tiếp luôn là cây mã số là 15 ạ. Mã 15 này con Zalo nhà mình giá 150 ạ. Hoành 22 ạ. Và cao là 42. Một rễ con lắc quái. Dạ con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo luôn ạ. Tiếp theo là cây mã là số là 16. Mã 16 này con Zalo nhà mình giá 150 ạ. Hoành là 26 ạ. Và cao luôn là 75. Cây phơm cao ha cả nhà, tâm nhánh cao nha. Dạ rồi con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo luôn ạ. Tiếp theo là cây mã 17 ạ. 17 này con Zalo nhà mình giá 150 ạ. Hoành là 24, cao là 45. Dạ rồi con qua cây này ạ. Con lên tiếp luôn là cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây là mã 18 ạ. Mã 18 này con Zalo nhà mình giá 180 ạ. Hoành là 28 ạ. Và cao là 50. Đây, một rễ mà nó lực nha cả nhà. Rồi con qua cái này, con lên cái tiếp theo là cái mã 19 ạ. Mã 19 này con Zalo nhà mình giá 150 ạ. Hoành là 22 ạ. Và cao là 40. Dạ con qua cây này luôn ạ. Con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây là mã là số là 20 ạ. Mã 20 này con Zalo nhà mình giá 200 ạ. Hoành là 25, cao là 45 ạ. Dạ con qua cây này ạ. Cô lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã là 21 ạ. 21 này con Zalo nhà mình giá 180 ạ. Hoành là 27, cao là 65 ạ. Dạ con qua cây này ạ. Cô lên tiếp luôn là cây mã là 22 ạ. Mã 22 này con Zalo nhà mình giá 180 ạ. Hoành là 27, cao là 70 ạ. Cây khá to hay cả nhà. Dạ con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã là 23 ạ. Mã 23 này con Zalo nhà mình là giá 130 ạ. Cây một rễ quấn quái. Hoành là 20, cao là 42 ạ. Một rễ quấn quái. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã là 24 ạ. Mã 24 Zalo nhà mình giá 100k ạ. Hoành là 24 và cao là 65 ạ. Đây bài cốt thẳng 150. 100 ha, là 150 nha. Ừ. Mới nói em quên à. 100 hình như 100 à. Chắc 100 quá. 100. Dạ, con qua cái này con lên tiếp cây mã số 25 ạ. Cây đẹp. 25 cây này con Zalo nhà mình giá 150 ạ. Hoành 25, cao là 50 ạ. Dạ con qua cây này luôn ạ. Con lên cây mã tiếp theo ạ.
Tiếp theo là cây mã số là 26 ạ. Mã 26 này Zalo nhà mình giá 130 ạ. Hoa anh đang đo được là 30 và cao là 55. Dạ con qua cây này luôn ạ. Con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã số 27 ạ. 27 này con Zalo nhà mình giá là 150 ạ. Hoa anh là 25. Cao là 60 ạ. Dạ con qua cây này luôn ạ. Con lên cây mã tiếp theo ạ, là cây mã số là 28 ạ. Mã 28 này con Zalo nhà mình giá 150 ạ. Hoành 23. Cao là 60 ạ. Dạ rồi con qua cây này, con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã số là 29 ạ. 29 này con Zalo nhà mình là giá 200 ạ. Hoành là 31 và cao là 50 ạ. Cây này một rễ ha, một rễ mà nó quái nha cả nhà. Rồi con qua cây này ạ. Con lên tiếp luôn là cây mã 30 ạ. 30 này con Zalo nhà mình giá 150 ạ. Hoành là 27 ạ. Và cao là 55. Dạ con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là mã 31 ạ. 31 này con Zalo nhà mình giá 150 ạ. Hoành con đo được là 33 ạ. Và cao là 50 ạ. Rồi con qua cây này luôn ạ. Con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã là 32 ạ. Ba mươi hai này con Zalo với nhà mình giá là 250 ạ. Hoành là 35 ạ. Và cao là 65 ạ. Này một rễ cái bể nó đặc nha cả nhà. Này, khá là to nha. Rồi con qua cái này. Con lên cây mã tiếp theo luôn cả nhà ơi. Mã tiếp theo là mã 33 ạ. Ba mươi ba này con Zalo với nhà mình giá 130 ạ. Hoành con đo được là 34 ạ. Và cao là 43. Dạ rồi con qua cây này luôn ạ. Con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã số là 34 ạ. Mã 34 này con Zalo với nhà mình là giá là 180 ạ. Hoành là 30 ạ. Và cao là 60 ạ. Một rễ con lắc rất đẹp. Một rễ nó quái nha cả nhà. Dạ con qua cái này ạ. Con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã là 35 ạ. Mã 35 này con Zalo nhà mình là giá 130 ạ. Hoành là 30 và cao là 60. Dạ con qua cây này luôn ạ. Con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây là mã số là 36 ạ. Mã 36 này con Zalo nhà mình giá 130 ạ. Hoành là 21 và cao là 50 ạ. Dạ rồi con qua cây này luôn ạ. Con lên cây mã tiếp theo luôn ạ. Tiếp theo là cây mã số là 37. Ba mươi bảy này Zalo nhà mình giá 130 ạ. Hoành là 27 và cao là 52 ạ. Dạ con qua cây này luôn ạ. Con lên cây mã tiếp theo ạ, là cây mã số là 38 ạ.
38 này con Zalo nhà mình là giá 150 ạ. Hoành là 28 ạ. Và cao là 55. Dạ con qua cây này luôn ạ, con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo luôn là cây mã 39. Ba chín này con Zalo nhà mình giá 150 ạ. Hoành này con đo được là 30 ạ. Và cao là 55. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo là cây mã 40 ạ. Bốn mươi này con Zalo nhà mình là giá 150 ạ. Hoành là 26 ạ. Và cao là 55. Dạ, con qua cái này luôn ạ. Con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã là số là 41 ạ. 41 này con Zalo dưới nhà mình là giá 150 ạ. Hoành là 24 ạ. Và cao là 57 ạ. Cây dáng thế đẹp nha quý cô chú quý anh chị. Rồi con qua cái này ạ, con lên cây mã tiếp theo luôn ạ. Tiếp theo là cây mã là 42 ạ. 42 này Zalo nhà mình giá 150 ạ. Hoành là 26 ạ. Và cao là 45. Dạ con qua cái này ạ, con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã là 43 ạ. Bốn mươi ba này con Zalo với nhà mình là giá 250 ạ. Hoành là 35 ạ. Và cây này cao là 45. Dạ con qua cây này luôn ạ, con lên cây tiếp theo luôn ạ. Tiếp theo là cây mã là 44 ạ. 44 này con Zalo dưới nhà mình cây này là giá là 200 ạ. Hoành là 24 ạ. Và cao là 50 ạ. Cây một rễ lắc lượng. Dạ con qua cây này luôn ạ, con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã số 45 ạ. 45 cây này con Zalo nhà mình giá là 100 ngàn ạ. Hoành là 24. Và cao là 50 ạ. Rồi con qua cây này, con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã là số là 46 ạ. Bốn mươi sáu này con Zalo với nhà mình là giá 120 ạ. Hoành này con đo là 30 ạ. Và cao là 60 ạ. Dạ con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã là 47 ạ. Mã 47 này con Zalo với nhà mình là 150 ạ. Hoành là 27 ạ. Và cao là 47 ạ. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã là 48 ạ. Cái này con Zalo nhà mình là giá là 150 ạ. Cái này hoành là 18 ạ. Cao là 50. Rồi con lên cây mã tiếp theo luôn ạ. Tiếp theo là cây mã số là 49 ạ. Cái này con Zalo nhà mình là giá là 130 ngàn ạ. Hoành là 23. Cao là 45 ạ. Rồi con qua cây này ạ. Con lên cho nhà mình cây cuối cùng luôn là cây mã số là 50 ạ. Mã 50 này con Zalo với nhà mình là giá là 120 ngàn ạ. Hoành là 24. Và cao là 42. Rồi. Cảm ơn quý cô chú quý anh chị đã theo dõi clip của nhà vườn con. Rất mong quý cô chú quý anh chị ủng hộ cho nhà vườn con ạ. Rồi anh cảm ơn Ngọc Hương nha. Anh mến chào bà con. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình những clip tiếp theo. Thế máy không thích lên chi vậy?